Hôm qua thì em có lên cái video giới thiệu với các bác cái mã hàng làm mình mà bán giá nhỉnh 6 triệu ấy. Thì nhiều bác phân vân lắm, các bác bảo không biết là rẻ rẻ như vậy thì chất lượng TV ra sao, dùng như thế nào, có mượt hay không, hình ảnh âm thanh nó muốn là xem để rõ ràng hơn. Clip này thì em sẽ có một cái clip trải nghiệm để phục vụ các bác nhé. Tìm kiếm giọng nói thử xem là cái khả năng xử lý dữ liệu của nó ra sao này. Tải ứng dụng về chạy thử xem nó mượt như thế nào. Và con này thì âm thanh nó to, nó hay, lý do là vì đâu? Đấy, mời các bác một chiếc mã hàng Lâm La Minh giá nhỉnh 6 triệu nhập khẩu Thái nhé. Hôm nay thì có thời gian nhiều hơn để phục vụ các bác. Từ tối hôm qua tới giờ thì nhận được rất là nhiều những câu hỏi của mọi người về chiếc TV Lâm La Minh mà bán với giá nhỉnh 6 triệu. Đấy, mã hàng mà ngày hôm qua em review đánh giá thì nó nhập khẩu của Thái này, bảo hành chính hãng 25 tại nhà, một trong những chiếc TV với độ phân giải 4K và có màn hình QLED chấm lượng tử. Đấy, màu sắc rực rỡ tươi sáng, màu đen sâu hình và chi tiết. Đấy, nhưng cơ bản ấy thì các bác muốn xem là cái tìm kiếm giọng nói của nó có chuẩn hay không. Đấy, tải ứng dụng xuống thì dùng nó ra sao. Đầu tiên thì em đã kết nối điều khiển với cả TV rồi. Và khi mà dùng thì mọi người chỉ cần ấn vào cái phím màu sắc này. Phím có 4 cái phím tròn bao gồm này, vàng, đỏ và xanh dương này. Các bác giữ vào sau đó các bác nói nhá. Mở YouTube. Đấy, các bác nhìn này. Cái tốc độ để có thể là mở được cái ứng dụng nó sẽ rất là nhanh. Đấy, cái chương trình được khởi động trơn tru chính xác. Bây giờ muốn quay trở về màn hình chính nhá. Trở về màn hình chính. Đấy. Các bác thấy không? Ngay lập tức thì nó đã trở về màn hình chính rồi. Một trong những chiếc TV chạy hoạt hình Android, với cái hệ hoạt hình Android của Google này thì mọi người có thể là tìm kiếm trực tiếp các nội dung trên YouTube bằng tiếng Việt mà không có gặp bất cứ một cái trở ngại nào cả. Hãy chẳng hạn như gia đình muốn tìm kiếm để hát karaoke theo tên bài hát hay tên ca sĩ ấy, thì mọi người truy cập vào YouTube này, hoặc là mọi người tìm kiếm ngay từ bên ngoài thì mọi người cũng có thể là tìm được. Giữ vào phím micro sau đó nói thôi. Điều khiển thì có cái tốc độ phản hồi của phím bấm lẩy rất là tốt, mềm mại và cầm nắm rất là gọn tay. Với cái điều khiển như vậy thì trên thị trường đây cũng là một trong những cái điều khiển mà em thấy ưng nhất trong các hãng mà em đã từng quay rồi. Các bác thử tìm một bài hát karaoke nhé, hát karaoke nhạc trẻ 2024 chẳng hạn. Đây các bác nhìn. Sau đây là một video. Đấy, chỉ trong tích tắc thôi nó có thể là tìm kiếm được nội dung rồi. Để có thể nghe được chất lượng âm thanh thì ngày hôm qua thì em có test một đoạn để các bác cùng xem. Nhưng mà để mà nghe rõ nhất ấy thì các bác sẽ cần để ý cái chi tiết này. Đây em. Các bác nghe nghe bát nữa. Bát nó rất là to. Nhưng cái phần ở phía sau của tivi này, các bác nhìn thấy ở phần dưới. Ở phần dưới này thì thấy nó dày và nó dài hơn đúng không ạ? Thì đây là cái lý do là phía sau này thì nó sẽ có là một cái loa sau ba làm chân đế của tivi luôn. Tức là với giá nhỉnh 6 triệu thì các bác không chỉ mua mỗi tivi đâu, mà các bác mua cả một cái phần loa của nó nữa. Đây các bác nhìn này, ký hiệu rất là rõ, loa trái ghi chữ sau ba này, bên phía kia cũng tương tự như vậy, loa phải ghi chữ sau ba. Đây cũng là cái nguyên nhân mà cái phần ở phía dưới này thì các bác nhìn thấy nó cảm giác là hơi dày, nhưng đối với cái vị trí mà các bác đặt ở trên kệ hay các bác treo tường ấy thì các bác sẽ không thể nhìn thấy cái loa này nữa. Đấy, đặc thù nếu mà mua loa mà các bác để ở phía trên, để ở phía trước, đấy, thì các bác sẽ nhìn thấy một cái loa như vậy. Nhưng đối với loa 2.1 ở trên con TV này thì nó tích hợp luôn làm đáy của TV luôn. Đấy, âm thanh của nó thì nghe khá là hay. Bây giờ em sẽ thử bật một đoạn khác nhá. Để các bác nghe âm thanh của nó. Đây các bác nghe tiếng bát không ạ? Ngoài cái chất lượng âm thanh nó to, sống động thì con này có cái cấu hình khá là ổn áp. Mọi người có thể là tải thêm được các ứng dụng từ cửa hàng.
Đấy, truy cập vào cái mục ứng dụng này, sau đó thì tìm thêm các ứng dụng để có thể tải xuống. Và mọi người sẽ truy cập vào cái kho gọi là cửa hàng Play. Tại đây sẽ tập trung đầy đủ các ứng dụng mà Google có để có thể tải xuống. Đây, chẳng như mọi người có thể tải thêm được ứng dụng TikTok này, tải xuống. Đấy, chỉ trong khoảng thời gian nhất định là sẽ có cái ứng dụng này cài trên TV rồi. Bộ nhớ của nó tới 16GB nhé. Và các bác có thể là cài được rất là nhiều các chương trình tương tự như vậy. Đấy, những cái ứng dụng để phục vụ nhu cầu xem giải trí, xem thể thao, xem truyền hình, hay đơn giản là những ứng dụng phục vụ nhu cầu lướt web hay là kết hợp với các thiết bị từ bên ngoài ấy, thì trên con 55QG8000 này đều có được trang bị rồi. Đấy, TikTok for Android TV. Các ứng dụng này thì mọi người có thể tải thêm từ kho Google Play Store. Cái kho này thì sẽ giúp cho các bác có nhiều cái trải nghiệm phong phú và đa dạng hơn. Đấy. Sau khi tải xong thì nó sẽ xuất hiện cái ứng dụng ở bên ngoài của màn hình nhé. Đấy, các bác cứ cho nó tải đi. Quay trở về màn hình chính, tiếp tục truy cập vào một cái ứng dụng khác. Đấy, TikTok này nó đang tải xuống rồi. Chẳng như mọi người muốn là cài thêm các ứng dụng như Vion. Đấy, Vion là ứng dụng xem truyền hình xem phim của tập đoàn Viettel này. Hay là muốn cài cái trình duyệt web Internet và web Browse Here, giống như cái trình duyệt ở trên các dòng TV của TCL này. Cái trình duyệt này thì sẽ giúp cho cái quá trình mọi người có thể là lướt tin tức, đọc báo hay là truy cập các cái trang xem trực tuyến, xem bóng đá, xem phim, xem show trực tuyến thì qua các ứng dụng trình duyệt web này. Đọc tin tức từ các trang như Dân Trí, VN Express, 24 giờ các thứ đấy ạ. Thì mọi người sẽ dùng cái trình duyệt web TV Browse Here này. Dòng này, cái trình duyệt này là rất là mới và được đánh giá rất là cao. Đấy, gần 5 sao luôn, 4.3 sao. Đấy, sau khi mà cài xong thì các ứng dụng sẽ được bố trí và tập trung tại cái màn hình trang chủ. Và với cái ứng dụng này ấy, thì mọi người sẽ có thể di chuyển nó. Đấy, ấn vào dấu cộng nhé. Ấn vào dấu cộng này. Thì mọi người sẽ thấy là cái ứng dụng TikTok mà mình vừa tải này, nó sẽ xuất hiện tại đây. Đấy. Thì nó ấn vào OK để có thể là truy cập được ứng dụng, hoặc mọi người di chuyển nó ra màn hình chính. Di chuyển ra màn hình chính để có thể là tiện dùng về sau. Để có thể di chuyển thì mọi người sẽ giữ phím OK này. Đấy, nó sẽ xuất hiện một cái bảng. Đấy, ấn vào cái mục di chuyển. Sau đó thì mọi người sẽ dùng điều khiển di chuyển sang trái hoặc sang phải, di chuyển về phía trước để mọi người có thể tiện xem về sau. Đấy, ứng dụng này ứng dụng TikTok nhé. Mọi người xem đầy đủ các cái video ngắn giải trí luôn. Hay là cái ứng dụng Browse Here mà em vừa tải này. Đây, mọi người nhìn thấy không ạ? Browse Here, trình duyệt web này. Đấy, cho ra bên ngoài. Đấy, tại đây thì mọi người có thể truy cập vào. Và đối với Browse Here này ấy, thì có thể là xem được tất cả các trang web mà trên máy tính hay trên điện thoại của các bác. Đây, chẳng như vào Google này, muốn xem một cái gì đó, muốn tìm một cái gì đó thì sẽ sử dụng đấy, cái trình duyệt này, giống y hệt ở trên máy tính hoặc laptop luôn. 2024 thì đây cũng là một trong những trình duyệt mà theo quan điểm cá nhân của em, các bác lên sử dụng cho TV thông minh của mình. Dùng rất là dễ dùng, giao diện đơn giản, dễ dùng. Cái con này thì nếu mà các bác dùng theo thời gian mà cảm nhận nó bị chậm do là nhiều cái ứng dụng quá, nhiều chương trình hoặc bộ nhớ quá, thì cái cách thức để có thể là gỡ bỏ bớt các chương trình không dùng hoặc xóa bớt cái bộ nhớ để cho nó trơn tru hơn, TV chạy mượt hơn ấy, thì mọi người cũng có thể là truy cập vào mục bộ nhớ này. Sau đó thì di chuyển vào bộ nhớ dùng chung, ấn OK. Tại cái mục ứng dụng này thì mọi người sẽ chọn vào. Chọn vào đây thì trong mục này thì có thể gỡ được những ứng dụng không dùng tới, chẳng như Prime Video này, ấn vào đây. Ấn gỡ kẹt bản cập nhật này. Đấy, ấn OK này. Đấy, thì một lúc là nó sẽ tự động nó gỡ. Đấy, dùng TV Android bất cứ của hãng nào cũng thế thôi. Nếu mà các bác dùng mà không quen thì các bác nên bỏ cái thời gian ra, cầm điều khiển ngồi tìm tòi và có thể là khám phá xem những cái tính năng của nó ra sao. Hay chẳng như vừa mới tải ứng dụng TikTok xuống rồi thì có thể gỡ nó xuống, ấn OK vào. Sau đó thì chọn xuống gỡ cái đẹp thôi. Thì tất cả những cái dữ liệu của TikTok ở trên TV nó sẽ được xóa khỏi TV và dùng nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, thì cái giao diện này là giao diện mới nhất trên những dòng TV chạy hoành Android 9, Android 10, Android 11. Đấy, tập trung toàn bộ các ứng dụng tại màn hình trang chủ. Đấy.
Và với cái giao diện này thì dùng nó cũng khá là trực quan, tìm kiếm đơn giản và dễ dàng. Đấy, tất cả những bộ phim, những chương trình được đề xuất thì cũng sẽ tập trung tại đây. Đối với điều khiển thì mọi người khi mà sử dụng ấy sẽ có giai đoạn là nó bị mất kết nối, thì để có thể kết nối lại thì mọi người sẽ sử dụng song song hai phím này. Đấy, là mọi người có thể là kết nối được điều khiển với cả tivi rồi. Đấy. Con này thì cái mục quan trọng, mục mà mọi người cũng có thể là kiểm soát được các cái phần như mạng này, như tài khoản Gmail, hay là kết nối với cả các loa từ bên ngoài, bắt Bluetooth để tách tiếng của TV ra âm thanh, thì mọi người sẽ vào cái mục tìm kiếm phụ kiện này, sau đó sẽ lựa chọn cái thiết bị mà mọi người muốn kết nối để tách âm thanh từ TV xuống. Về cơ bản thì với những giá nhỉnh 6 triệu mà TV kết hợp cả một cái loa 63 phía dưới, lại là TV có màn QLED độ phân giải 4K, tìm kiếm bằng trợ ảo chuẩn tiếng Việt của Google ấy, thì sẽ không có mã nào rẻ và ngon như mã này nữa rồi. Thì mọi thông tin các bác cần hỗ trợ thì có thể điện về hotline 0974 178586 thì bên em sẽ hỗ trợ mọi người nhé. Cảm ơn các bác.